Nữ sát nhân hàng loạt Nhật Bản chuyên nhắm vào đàn ông trung niên độc thân. Theo dõi kênh Chú Đọc Truyện trên Lotus để xem được video sớm nhất nhé. Bây giờ chúng ta hãy bắt đầu câu chuyện nào. Tháng 8 năm 2009, Yoshiyuki Oide được tìm thấy đã chết trong một chiếc xe hơi và bên cạnh là một chiếc bếp than đang cháy. Theo kết quả điều tra ban đầu, cảnh sát cho rằng người đàn ông này đã tự sát và nguyên nhân cái chết là do ngộ độc khí carbon. Tuy nhiên, ngay sau đó cảnh sát đã phát hiện ra nhiều điểm đáng ngờ vì không thể tìm thấy dụng cụ đánh lửa trong xe ô tô. Chỉ 10 giờ trước khi bị phát hiện đã chết, ông Yoshiyuki đã viết lên trang blog của mình về một tương lai chứa đầy hy vọng. Ông tuyên bố chuẩn bị đưa vị hôn thê của mình, Ko Kanae Kijima, 35 tuổi, về ra mắt bố mẹ sau khi cả hai đi du lịch cùng nhau. Rõ ràng đây không phải là một bức thư tuyệt mệnh và những dòng tâm sự này cho thấy ông không có bất kỳ lý do nào để tự sát. Khám nghiệm tử thi cho thấy ông Yoshiyuki đã chết vì bị ngộ độc khí carbon. Tuy nhiên, cảnh sát cũng phát hiện ra trong máu của ông có thành phần của thuốc ngủ. Ngày trước khi chết, anh ta đã chuyển 5 triệu đô la vào tài khoản ngân hàng của hôn thê. Vào tháng 11 năm 2009, tại căn hộ của Kijima tại Tokyo, cảnh sát đã phát hiện ra rất nhiều loại thuốc, trong đó có cả thuốc cảm và thuốc an thần. Những đơn thuốc này được kê bởi ít nhất là 10 bác sĩ khác nhau. Kanae Kijima, vợ sắp cưới của Yoshiyuki, ngay lập tức trở thành kẻ tình nghi trong cái chết của anh. Tồi tệ hơn nữa, sau khi điều tra thêm, cảnh sát phát hiện ra Yoshiyuki dường như không phải là nạn nhân đầu tiên của cô. Trước đó, Kijima đã có một mối quan hệ thân mật với một người đàn ông có tên là Takao Terada, 53 tuổi. Người đàn ông này được phát hiện đã chết tại Tokyo vào tháng 1 năm 2009. Sau đó, vào tháng 5 năm 2009, ông Kenzo Ando, 80 tuổi, một ông già mà Kijima nhận chăm sóc, cũng đã chết trong một vụ cháy nhà mà hoàn cảnh vẫn được coi là bí ẩn. 3 tháng sau đó, Kijima bắt đầu mối quan hệ tình cảm với Yoshiyuki Oide. Theo điều tra của cảnh sát, Kijima là người cuối cùng mà cả ba người đàn ông trên gặp trước khi chết. Nguyên nhân của cả ba cái chết đều là do ngộ độc khí carbon. Bên cạnh đó, Kijima đều nhận của những người đàn ông này một khoản tiền khá lớn. Theo truyền thông địa phương, những nạn nhân này đều được coi là con mồi trực tuyến của Kijima. Trên trang blog của mình, Kijima thể hiện mình là một đầu bếp hoàn hảo nhưng có lối sống vô cùng xa xỉ. Cô thường tỏ ra là một người phụ nữ hiền thục, đảm đang và thậm chí luôn thay đổi ảnh đại diện để hấp hồn đàn ông. Và theo như miêu tả, những nạn nhân của Kijima đều bị cô nàng này làm cho điên đảo, thậm chí sẵn sàng giao tất cả tiền bạc mình kiếm được cho cô ta. Kijima bị cáo buộc đã lừa đảo hơn 130 triệu yên, khoảng 27 tỷ đồng theo tỷ giá hiện tại, từ những nạn nhân của mình. Số tiền này dùng để tài trợ cho lối sống sang chảnh, đắt tiền của cô ta. Theo miêu tả của những người quen biết, Kijima thường xuyên đi du lịch ở khách sạn 5 sao, mua sắm những món đồ đắt tiền và sở hữu một chiếc xe Mercedes màu đỏ. Cảnh sát cho rằng tiền chính là nguyên nhân thúc đẩy người phụ nữ này trở thành một quả phụ đen. Kanae Kijima sinh năm 1974 tại Hokkaido. Cô chuyển đến Tokyo để theo học Đại học Tokyo khi 18 tuổi. Tuy nhiên, cô đã sớm bỏ học sau đó một năm. Năm 2003, Kijima bị bắt vì lừa đảo trên trang Yahoo bán đấu giá. Tháng 6 cùng năm, Kijima bị kết án 2 năm 6 tháng tù giam vì tội lừa đảo tài sản. Sau này, Kijima chuyển hướng sang lừa đảo những người đàn ông lớn tuổi còn độc thân và có trái tim dễ bị tổn thương. Với ngoại hình không mấy ấn tượng, nhưng nhờ tài nấu ăn và kỹ năng giường chiếu, Kijima chính là mẫu người vợ lý tưởng mà nhiều người đàn ông mong muốn. Theo tờ báo Yomiuri Shimbun, Kijima đã gặp Kenzo Ando, người đàn ông 80 tuổi, trong vai là một cô y tá. Vào ngày Kenzo chết, Kijima đã đến thăm nhà ông và rút tiền bằng thẻ của ông. Được biết, Kijima nói với ông Kenzo rằng cha mẹ mình đã chết trong một vụ tai nạn máy bay và cô cần tiền để hoàn thành việc học thanh nhạc ở Mỹ. Ông Kenzo đã vô cùng thương cảm trước hoàn cảnh của cô gái trẻ và đồng ý tài trợ tiền bạc cho Kijima với điều kiện cô sẽ kết hôn với ông sau khi hoàn thành việc học. Thủ đoạn gây án của Kijima trong ba cái chết đều tương tự nhau. Ban đầu, cô ta sẽ cho một ít thuốc ngủ và thức ăn của nạn nhân. Sau khi nạn nhân đã thiếp đi, Kijima để họ trong phòng kín và đốt than để tạo hiện trường tự tử. Tuy nhiên, đứng trước vành móng ngựa, Kijima phủ nhận mọi tội trạng của mình. Cô ta tuyên bố những người đàn ông chết vì tai nạn hoặc tự tử và không hề liên quan đến mình. Tháng 4 năm 2012, Kijima bị kết tội giết chết ba người với mức án tử hình.
Kijima liên tục kháng cáo và đến năm 2017, Nhật Bản vẫn giữ y án tù với người phụ nữ tàn ác này. Điều đáng nói rằng, dù đang trong thời gian tạm giam chờ ngày hành quyết, Kijima vẫn vui vẻ chia sẻ cuộc sống của mình trên blog cá nhân và cô ta vẫn có một lượng fan khá hùng hậu. Nếu bạn lọt vào tầm ngắm của người phụ nữ này, bạn có dễ bị đánh lừa không? Hãy để lại bình luận ở bên dưới nhé. Và đừng quên like, follow, subscribe các kênh của Chu Đọc Truyện ở trên Lotus, Facebook và YouTube nhé. Cảm ơn bạn và hẹn gặp lại ở video tiếp theo của Chu Đọc Truyện.